Ôi em chào các bạn nhá. Chào mừng các anh em đã quay lại với kênh YouTube shop bán hàng online nhá. Thì tiếp tục hôm nay xin gửi đến các bác một số sản phẩm thiết yếu phụ kiện nho nhỏ để cho các bác đi rừng hay các bác là chơi củi nhá. Thì tình hình như hôm nay thì em sẽ có là 2 4 5 5 thứ nhá, 5 thứ để gửi đến các bác này để phục vụ cho các bác vào mùa đi săn 2020. Các bác đã nhìn sơ qua rồi thì các bác đã hiểu được những các cái dụng cụ nho nhỏ này nó nhất là cần thiết, nó hay bị hỏng, cực kỳ hay bị hỏng đấy. Như điển hình này em giới thiệu cái gọi cái sim van nạp, cái sim van nạp, cái van nạp nhé. Van nạp thì em sẽ có hai cái loại, một là loại trên 10, loại trên 8 nhé. Thì hôm nay em mới về lô hàng mới, thực tế lô hàng mới có như nào gửi đến các bác luôn đây đấy. Sim van nạp về nhất là nhiều luôn, van nạp trên 10, trên 8. Thì trên 8 thì em mới bỏ ra một số thôi để quay điện tượng trưng thôi. Thì đây, đây tất cả van nạp chân 8 nha các bác nhá. Đấy. Van nạp chân 8 này. Van nạp chân 8, còn van nạp chân 10. Thì hình thức mua van này các bác vui lòng liên hệ cho shop em đi. Shop em sẽ có các anh em trong tổ bán hàng tư vấn cho các bác. Với các bác hãy cho shop em xin luôn thông tin về cái củi của các bác thì em sẽ lấy cái van nạp này đúng cho các bác luôn. Đấy. Như cái van nạp này sẽ dùng cho van Suabell, van Cricket nhé. Còn đấy là chân 8, còn chân 10. Chân 10 thì nó sẽ dùng cho Benjamin này. Benjamin hay là Kono U nhé. Kono U mình không bơm ở trên van nữa, mình bơm ở dưới khớp U. Thì nó thường thường dùng chân 10 này. Hoặc là cây truyền thống thì nó sẽ dùng chân 10. Còn nhiều cái van Cricket hay Suabell nó vẫn dùng chân 10. Nhưng mà các bác hãy vui lòng cho shop xin rõ để rõ thông tin về cái củi của các bác thì sau em sẽ lấy những cái van nạp đúng nhất nhé để phụ cho các bác này. Đây, như cái van nạp chân 10 này hay van nạp chân 8, phụ kiện đi theo của nó thì nó luôn luôn là có như này, nó sẽ có như này nhé các bác nhé. Một cái nắp chụp này, một cái van nạp này, một cái sim nữa này, một cái nong đen này sẽ đi theo nhá. Đấy, sẽ đi theo y xì cái van nạp chân 8 như thế, nó sẽ có đi theo như thế. Thì những đồ này thì hiện tại giá của nó là 90.000 một cái. 90.000 cái em đã bao gồm thì phí chuyển phát nhanh cho các bác nhé. Chuyển phát nhanh ấy thì trong vòng độ 3 ngày thôi các bác đã nhận được hàng rồi. Còn chuyển phát chậm ấy nó rẻ hơn 10.000. Nó rẻ hơn 10.000. Thì nó là 80.000, 80.000 là chuyển phát chậm nha các bác nhé. Đó. Đây, ngoài ấy ra thì em có những đầu bơm. Đầu bơm này thì em sẽ có hai kiểu cho các bác. Một là đầu bơm bên trong, một là đầu bơm bên ngoài nhé. À, như cái này gọi là đầu bơm dân ngoài nhé các bác nhé. Đầu bơm dân ngoài này, đầu bơm dân trong. Thì từ nay em bán em hãy hỏi các bác là các bác đầu bơm dân ngoài hay dân trong, nhiều bác không hiểu. Thì cái dân ngoài thì bác bảo dân trong, mà dân trong ở dân ngoài thì đây em sẽ nói rõ luôn. Đây là cái đầu bơm dân trong này, dân trong là ở bên trong sẽ có gen, còn dân ngoài sẽ làm gen ở ngoài nhé các bác nhé. Dân ngoài thì sẽ thường thường nó sẽ xoáy vào như cái cục nọc ẩm này. Cục nọc ẩm này nhá, nó sẽ xoáy vào những cục nọc ẩm như này. Còn dây trong thì nó sẽ xoáy trực tiếp vào cái dây bơm luôn nhá. Xoáy trực tiếp vào dây bơm như này luôn nhá các bác nhá. Đấy, đấy gọi là dây trong. Đây gọi là dây trong này, xoáy trực tiếp vào. Thì đầu bơm này em đang bán là thì giá của nó cũng là 90.000, 90.000 đã bao gồm tiền phí chuyển phát nhanh về tận nhà cho các bác rồi. Ốc xả bơm. Những con ốc xả bơm thiết yếu khi các bác đi rừng nhiều khi là hay bị rơi mất nhá. Thì em lại mới về đây lô hàng mới để phục vụ các bác này, những con ốc xả bơm. Đây là em ốc xả bơm loại nhỏ nha các bác nhá. Ốc xả bơm này ấy, thì nó sẽ là giá của nó là 90.000 con. 90.000 con đã bao gồm tiền phí chuyển phát nhanh rồi. Phí chuyển phát nhanh về tận nhà cho các bác rồi. Cái cối này thì nó là 80.000 nhá. Cái cối này nhất là ít hỏng nhưng em vẫn phải lấy về. Lấy về để phục vụ cho các bác, nhiều các bác bạn hay bị cháy gen ấy. Thì mình mua luôn ở gốc cối này. Mua cả hai con như này giá của nó là 150.000, còn mua lẻ thì nó là một cái 90, một cái 80 nha các bác nhá. Đó. Ngoài sim ra thì em có dong. Có thêm gói sim, gói sim đa năng này phục vụ cho các bác này, gói sim này sẽ đầy đủ phụ kiện. Những cái sim cho các bác này từ sim nhỏ sim to. Từ sim nhỏ nhất đến sim to nhất nha các bác nhá. Đấy. Thì gói sim này em đang bán là vị trí là 150.000, 150.000 nó đã bao gồm tiền phí chuyển phát nhanh cho các bác rồi. Mọi vấn đề thắc mắc thì các bác vui lòng liên hệ trực tiếp theo các số điện thoại em ghi trên màn hình. Thì sau em sẽ có các anh em trong tổ bán hàng tư vấn nhiệt tình cho các anh nhé. Đấy. Đây. Thì ngoài ra thì em có dây bơm, vẫn có luôn dây bơm hoàn chỉnh như này. Dây bơm lọc to và lọc nhỏ. Lọc to thì sẽ có một gói bông đi theo.
Còn lọc nhỏ này sẽ không có gì đi theo nha các bác nhá. Thì lọc to này giá của nó là 230.000. 230.000 một dây này đã bao gồm tiền phí chuyển phát cho các bác rồi. Còn lọc nhỏ thì nó 180.000 nhá, 180.000 như này. Như này nha các bác nhá, 180.000 như này. Đó. Đấy. Còn bác nào mới truy cập vào kênh thì cho giúp em xin thêm một like mà xin thêm một nút bấm đăng ký kênh để ủng hộ giúp em, để giúp em lấy những gọi là cái tinh thần để làm những cái video mới nhất để phục vụ cho các bác vào mùa đi săn 2020 nhá. Đấy. Thì các bác cần thiết cái gì thì cứ alo trực tiếp đi qua các số điện thoại em ghi trên hình, thì giúp em sẽ có các anh em tổ bán hàng tư vấn nhiệt tình cho các bác luôn nhá. Rồi, em xin chào các bác nhá, hẹn các bác vào video sau. Chúc các bạn một mùa đi săn thật thành công, thật hiệu quả nhá. Rồi, xin chào.